Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người thứ ba. Bản thân khi người phụ nữ này tìm đến với tôi trong trạng thái cô rất đau khổ vì không biết cách nào để mà thoát khỏi được cái lưới tình do người đàn ông là người bạn thân của chồng, đồng thời cũng là một cái đối tác làm ăn trong cái vấn đề kinh doanh của gia đình họ với một số người khác liên kết tạo thành. Vậy thì làm sao để cho người phụ nữ này có thể thoát được vòng vây? Thật sự ra với cái cách của tôi, chỉ cần tôi làm một điều thôi, là cái người đàn ông kia, là bạn tình của cô ta, là nghỉ việc làm ở chỗ đó, chồng cô ta thì cũng sẽ thận trọng với vợ của mình hơn, và bản thân cô ta cũng không thể nào làm những cái điều sai trái được nữa. Có những điều chúng ta thấy rằng đó là cách trừng phạt, nhưng mà cái sự trừng phạt đó lại rất cần thiết và phù hợp và đủ sức mạnh để ngăn chặn những cái sai lầm khác tệ hại hơn xảy ra. Để ngăn chặn những cái hành vi sai xấu thì cái sự răn đe, cái sự cảnh báo là điều cần thiết. Các bạn thấy đó, công an sinh ra để làm gì? Luật pháp sinh ra để làm gì? Để ngăn chặn con người ta đừng có sai phạm đến những cái sai phạm lớn hơn. Khi mà nó chưa phát tác thì chúng ta ngăn chặn. Ví dụ như là khi các bạn đi ra ngoài đường, các bạn thấy mấy cái đứa mà nó trẻ trâu á, nó lạng lách trên đường á, nếu không có công an, nếu không có pháp luật ngăn chặn chúng lại thì chúng sẽ gây tai nạn cho những người đi đường, đúng không? Vậy thì có những cái cách mà chúng ta phải đưa mình vào cái khuôn khổ để chúng ta đừng có sống sai, đừng có cư xử sai, kẻo mà cái hành động mà hoang đàng của chúng ta, một cái thái độ sống đầy bản ngã của chúng ta, cái lối sống sai lầm của chúng ta ảnh hưởng phá hoại tất cả mọi điều tốt đẹp của chúng ta trước cái đã, rồi làm ảnh hưởng đến cha mẹ, thanh danh của cha mẹ, rồi làm cho con cái nó xấu mặt xấu mày. Các bạn hiểu không? Nếu mà bạn có một tình yêu mà tình yêu đó xứng đáng để cho bạn buông bỏ tất cả mọi thứ, tức là bạn dám bỏ gia đình này, dám bỏ chồng con này, dám bỏ xã hội này luôn này để bạn đến với họ, các bạn làm giống công chúa Nhật Bản đó, lấy chồng rồi sang Mỹ sống, lấy một anh thường nhân thôi đó, bạn dám làm như vậy không? Nhưng mà vấn đề ở đây mình ví dụ là người ta phá vỡ tất cả mọi thứ để mà đến với cái thế giới gọi là tình yêu của họ trong cái sự chân chính. Bạn nên làm điều đó, chứ không nên là vừa đang có gia đình mà lại đi ngoại tình và nghĩ rằng cái chuyện đó là một cái chuyện vui sướng của bản thân. Tôi nói thật với các bạn, những người đàn ông hay người đàn bà đi ngoại tình đó là những kẻ thất bại trên đường tình mới đi ngoại tình. Những cái người mà gọi là có cái máu lăng nhăng, có cái bản chất lẳng lơ thì họ tìm đến với nhau để thỏa mãn những dục tính trong con người của họ, thỏa mãn cái phần con của họ, giống hệt như là những cái con cái hoặc là những con đực đến mùa động dục thì chúng lao đến với nhau không có suy nghĩ gì hết. Đó chính là cái yếu tố con trong người của họ không được kiểm soát và không được kiềm chế. Còn khi con người của chúng ta là một động vật cao cấp, có được ăn học, có được giáo dục, có những nhận thức, có tri thức hơn con người, thì chúng ta phải sống làm sao đúng với cái giá trị làm người của chúng ta. Ví dụ như khi các bạn làm sai, trên đời này không ai làm đúng cả, cả tôi. Chính vì bạn hơn người khác ở chỗ là khi bạn thấy người khác sai, bạn đừng sai, là bạn đã giỏi rồi. Còn bản thân rất là nhiều người, khi mà bản thân thấy mình sai, mình dừng cái sai lại thì mình cũng đã giỏi rồi. Buông dao thành Phật, quay đầu là bờ, đó là những cái điều mà bạn cần nên làm khi mà bạn đang làm sai và đang sống sai. Trong cái trường hợp thân chủ này của tôi, cô ngại ngùng đến mức mà cô không dám gọi điện thoại. Cô sợ, có thể là cô sợ, cô có cảm giác là cô xấu hổ, nên cô tư vấn qua tin nhắn. Thì thông qua đây thì tôi cũng đã nói với cô những cái lời rất là thẳng thắn. Tôi không có chà đạp ai hết, tôi chỉ nói những cái lời rất là chân thật, vì những cái lời của tôi sẽ cảnh báo để cho cô tỉnh mộng, cho cô coi như là thoát khỏi cái giấc mơ tình ái đang làm cho cô khổ sở. Với những cái câu hỏi hết sức thực tế của tôi là: anh ta có bỏ vợ để lấy em không? Anh ta không bỏ vợ để lấy em mà anh ta bắt em phải đi xin lỗi vợ anh ta, bắt em phải làm mọi việc cho vợ anh ta có danh giá. Em thấy em có khổ và nhục không? Đó. Rồi em có dám bỏ chồng để lấy anh ta không? Anh ta đâu có muốn lấy em, anh ta chưa từng yêu em, anh ta chỉ muốn là lên giường với em thôi. Em hiểu không? Oh my god, thật là đáng thương cho em. Đó. Vậy thì cho chị hỏi này, em yêu anh ta vì cái gì?
Thứ nhất em nói là yêu anh ta vì chồng em á khô khan với em. Chồng em không có yêu thương em, không có nói những cái lời ngon ngọt giống như anh ta. Nhưng mà anh ta chỉ nói thôi, anh ta chỉ nói bằng cái miệng thôi, anh ta chỉ rẫy bằng cái miệng của anh ta thôi, anh ta chỉ làm việc bằng cái miệng của anh ta thôi. Nhưng anh ta không như chồng của em hiểu không? Rồi em làm như vậy em được cái gì không? Em chỉ được thỏa mãn về cái tâm lý của em được chiều chuộng, rồi em được thỏa mãn về tình dục không? Nếu như vậy em sống trong một trạng thái em cùng một lúc ngủ với hai người đàn ông, sáng em mới đi ngủ với người ta xong về tối chồng em ham muốn em cũng phải chiều chồng em vậy, em có cảm thấy thân thể của em nó bị bẩn không? Có nghĩa là lương tâm của em có bị hoen ố không em? Em tự mình soi lại gương, có những lúc có khi nào em soi gương mà em thấy em con người em nó nhớp nhúa mà nó dơ bẩn mà không ai biết hết. Bây giờ chưa ai biết hết, tại vì đâu có ai bắt được em đâu. Vậy thì khi mà người ta bắt được em sẽ như thế nào? Có những thân chủ tìm đến với tôi nè, họ ở trong trạng thái bị đánh ghen, họ đã bị người ta bắt, họ rất là khổ sở, họ xấu hổ lắm luôn. Vậy mà lúc lúc mà họ ngoại tình á, là họ có biết điều này không? Họ biết chứ, họ biết là có một ngày nào đó họ sẽ bị như vậy. Nhưng mà cái nghiệp lực của họ, họ phải nhục nhã, họ phải bị mất hết tất cả mọi thứ, mất hết danh dự này, mất chỗ làm này, không được con cái kính trọng này, bị cha mẹ chồng biết này, nói chung là mọi người đều biết hết cái chuyện người ta làm là xấu xa, đê hèn, thì người ta mới dừng lại được. Đó, cái nghiệp chướng của con người đó phải đến cái mức như vậy, nhục nhã như vậy, thậm chí có nhiều người ngồi tù mới ngăn được cái nghiệp lực xấu của họ. Họ có phải đáng thương không? Nếu mà họ ngừng sớm hơn thì họ đâu có bị vậy. Đúng không? Rất là nhiều người cản họ nhưng mà họ không chịu, họ phải lao đến cái sự nhục nhã. Có nhiều người nè ngoại tình rồi sao, giết người, giết vợ, thiến chồng, rồi có mới cái vụ gần đây là gì, lên video là chồng cắt cờ him của vợ. Ôi trời mày không, các bạn thấy sợ không? Vì sao? Vì cái sự tà dâm. Nói đâu xa, mới gần đây đi qua nước ngoài rồi ngủ với con gái chưa đủ 18 tuổi, bây giờ bị người ta khiếu kiện. Vì sao? Vì không kiềm chế được cái sự tà dâm của bản thân mà đến mức phá hủy mọi thứ. Có phải là nghiệp lực không các bạn? Đó. Khi mà bản thân mình không khống chế được cái con trong người của chúng ta sẽ bị cái con đó nó sai khiến. Mà cái con đó là con quỷ dâm dục, con quỷ tà dâm, nó làm cho con người của chúng ta luôn nghĩ đến cái việc thỏa mãn nó. Bây giờ quay lại với vấn đề của bạn. Bạn yêu không vì tiền đúng không? Vậy thì cho mình hỏi một câu nữa là em có xứng đáng để anh ta trả tiền không? Cái câu nói này thật là buồn với bạn đúng không? Bạn còn thua một cô gái đi làm ngành. Đi làm ngành là ta trả tiền, một lần quan hệ với là ta trả 1 triệu, 2 triệu. Bạn không được trả tiền luôn. Bạn đừng có nói bạn yêu vì tiền. Bạn không xứng đáng để anh ta trả tiền. Vì anh ta thấy đâu cần thiết phải trả tiền đâu. Bạn là hàng cho không biếu không tặng không mà mắc mớ gì anh ta phải trả tiền. Bạn hiểu không? Không có nghĩa là người thứ ba quan hệ với người đàn ông phải vì tiền. Nhưng vấn đề chính yếu là người đàn ông đó không hề yêu bạn, mà lợi dụng bạn, muốn ngủ với bạn để thỏa mãn cái dục tính của anh ta. Và bạn chỉ là một món ăn miễn phí, còn tặng kèm những đồ. Nhiều khi bạn mê anh ta quá, bạn còn phải cho tiền anh ta, phải lụy anh ta để anh ta đến với bạn. Đó, có nhiều người phụ nữ đến tư vấn tôi nè, cầm tiền trăm, tiền chục đem biếu cho nhân tình mà kêu từ thiện thì không là. Đó, tiền phải mất đi, mà mất vào những nơi mà tạo ra ác nghiệp, chứ không tạo ra cho mình một chút thiện lương, một cái nghiệp lành nào hết. Các bạn thấy tội không? Rất là đáng thương cho người phụ nữ đó nha. Đem tiền cho trai mà phải quỳ lụy trai, trai nó mới lấy cho. Rồi hả, phải nhục nhã, phải năn nỉ người ta. Tiền đấy mà đem đi trừ từ thiện á, thì phước của bạn tăng lên. Nhiều khi á, nó làm cho tinh thần của các bạn sáng láng, mà các bạn bỏ được người đàn ông đó nữa. Có nhiều người phụ nữ nè, tôi tư vấn nè, khi mà bỏ được người đàn ông có vợ, phải đi ăn mừng, phải đi cúng, phải đi lạy Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn trời Phật đã thương con, giải thoát cho con, thoát được cái kiếp nạn yêu một cái người đàn ông như thế. À, có những người phụ nữ đầu óc cứ mụ mẫm ra vì yêu một người đàn ông, mười mấy năm trời toàn là phải đi yêu chồng của kẻ khác mà khổ sở vô cùng, bị người ta chà đạp, còn đối xử một cách tệ bạc, rất là đáng thương cho người đó. Cái kiếp nạn của người ta bao nhiêu năm như vậy vẫn mê, mà đường đường là có ăn học nha. Bởi vậy nên nói rằng á, các bạn có trình độ đại học nhưng mà không phải là các bạn có tri thức đâu, chỉ có trí thức thôi. Còn có nhiều người cho rằng á, bản thân mình là người có học, mình là người sáng suốt. Tôi khẳng định với các bạn, cái việc mà các bạn học tốt nghiệp đại học ra trường á,
nó là cái bằng của cái trường nó cấp cho bạn, nhưng mà bạn không có sáng suốt, bạn không có trí tuệ, bạn là người đàn bà u mê. Tại vì bạn phân biệt cái hạt đậu trắng này, hạt đậu đen này, có hai hạt thôi, bạn đâu có biết là hạt đậu trắng hạt đậu đen đâu. Phân biệt hai màu trên áo này, màu này màu gì, màu này màu đen này, phải màu đen không, không, này màu trắng, bạn nhận không ra màu nữa, mà chỉ có hai màu cơ bản nhất trắng đen, nhận không ra thì thua rồi. Vậy mà nói mình là cái người mà thông minh sáng suốt thì đó không phải là đúng đâu. Đừng có nói là tình cảm, cái gì cũng vậy, mình phải sống thực tế một xíu. Tình cảm mà mang lại cho bạn khổ đau, tình cảm mà vùi dập bạn, tình cảm mà hủy diệt bạn, tình cảm mà làm cho bạn bị chà đạp, làm cho bạn bị khổ sở, bạn ăn không được, ngủ không xong, điên điên khùng khùng, cái não nó tưng 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 tưng, giật 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 giật. Vậy mà tình cảm nó ở chỗ nào? Nó làm cho bạn lụi tàn, nó làm cho con người của các bạn không sáng suốt, nó làm cho các bạn bị ô danh, nó làm cho bạn bị nhục nhã. Chẳng những bạn nhục không, mà gia đình của bạn còn bị nhục té nữa, nhục lây nữa. Thế nên là bạn phải hiểu rằng mình phải sống như thế nào, đừng có u mê đến mức như vậy. Còn xét về một cái yếu tố đê hèn mà tôi muốn nói với bạn ở đây là, làm người ấy, người ta rất là trọng chữ tín. Mình đi làm ăn với bạn mà ngủ với vợ của thằng bạn, thấy ngay cái thằng bạn này là cái thằng bạn bất nghĩa rồi. Mình đi làm ăn với người ta mà còn kiếm cớ để mà ve vãn vợ người ta, còn ngủ với vợ người ta. Thứ nhất là bản thân anh ta đã là người bất chung thủy với vợ, sống lại còn bất nghĩa, không biết tự xấu hổ, bỏ nơi làm ăn, không hợp tác để mà đi tự làm. Ủa chứ nếu mà không có cái sự hợp tác đó là anh ta không có làm ăn được, đúng không? Nếu mà như vậy thì anh ta lại là một kẻ bất tài. Có rất là nhiều người tự đứng lên mở công ty, làm công ty một mình tôi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi đó, một thành viên đó, độc lập một người, mà người ta cũng có thể đứng dậy để tạo dựng một cơ nghiệp được, mà đâu nhất thiết phải cứ hùn làm ăn mới làm ăn được. Vậy thì cái người đàn ông đó có đầy đủ tất cả những yếu tố xấu của một người đàn ông, vậy mà không biết lý do nào bạn có thể yêu được anh ta. Và đặc biệt là cái điều tồi tệ nhất là bạn gian dối chồng để mà ngủ với một người đàn ông khác. Tôi không hiểu là bạn có cảm giác như thế nào khi ôm ấp cùng một lúc hai người đàn ông trong một ngày. Đó, cái điều này mới là cái điều khó làm của những người phụ nữ nè. Có phải là bản thân bạn đã cảm thấy quá trơ không? Hay là quen với những cái điều xấu rồi, nên sống tốt không có được. Đó, đây là những cái điều mà tôi nghĩ rằng bạn nên xem video này. Tôi nghĩ rằng khi mà bạn xem video này, bạn sốc rất nhiều. Nhưng mà nên sốc đi bạn. Bạn nên sốc thật nhiều vào. Nên sốc thật nhiều để cảm thấy sợ hãi, để cảm thấy ghê, để cảm thấy bản thân mình bẩn thỉu, để cảm thấy mình nên từ bỏ cái đó, vì nó là xấu đấy. Còn nếu không á, thì sẽ có một ngày bạn giống như những thân chủ của tôi đấy, bị bắt tận nơi, bị làm cho nhục nhã, bị quay phim, rồi bị đưa lên mạng, rồi ôi thôi là ôi thôi luôn á. Đấy, thế nên là bây giờ cái lúc mà người ta chưa bắt được á, bạn nói chuyện với tôi này, thì chỉ có một mình bạn là biết là tôi đang nói về bạn thôi, còn không ai biết hết á. Tôi không nói tên của bạn, tôi không nói tuổi của bạn, tôi không nói nơi ở của bạn, tôi không nói đất nước của bạn, thì không ai biết bạn là ai hết. Vậy thì cái lời khuyên của tôi dành cho bạn đó chính là dừng lại trước khi mà bị bại lộ. Đó, cái người ta gọi là ăn vụng mà biết chủ mép đấy, là mình có làm sai nhưng mà mình giấu cái sai của mình đi, rồi mình sống đúng lại. Tức là con người mình có sai, chứ không phải là không sai, nhưng mà mình sai xong cái mình không sai nữa, rồi mình sống tốt lại, thì coi như là mình cũng là biết hoàn lương, coi như là mình sa ngã thời gian, cái mình sống tốt lại. Đó, thì nên làm như vậy bạn nhé. Còn cái vấn đề mà tôi đã gửi cho bạn một cái video là chính người chồng là đàn ông đi bắt ghen một người vợ ngủ với bạn của mình. Bạn nghe rõ từng lời người đàn ông đó nói không? Người đàn ông đó nói rất là hay. Và công nhận là tôi đã xem nhiều video đánh ghen rồi, mà tôi thấy là người đàn ông đó cư xử rất là hay. Mặc dù trong cái cách và lời nói của anh ta là dùng chữ mày và chữ tao với vợ, nhưng mà anh ta nói rất là tận tình cho người vợ đó nghe, và nói rất là rõ với cái thằng bạn đã ngủ với vợ của anh ta. Anh ta nói là sao? Anh ta nói rằng mày nói mày thương nó, nhưng mà tao mới chính là cái người mà trả tất cả mọi khoản phí cho nó. Nếu bây giờ mày thương nó thì mày hãy mang nó về, mua xe SH cho nó đi, mua đồ hiệu cho nó mặc, để cho nó sống một cuộc sống sung sướng. Và mày á, sẽ có một ngày giống như tao ngày hôm nay, đi bắt ghen cái con này ở với một thằng khác. Thế nên á, vấn đề chính yếu của người đàn bà là nghĩ rằng mình cô đơn, mình nghĩ rằng chồng mình không thương,
chồng mình không thương nhưng mà chồng mình đã chở mình đi bệnh viện. Còn cái người đàn ông kia chỉ nói với mình một câu thôi: em bệnh sao? Em có mệt không? Trời ơi, giữ gìn sức khỏe nha em, anh thương em quá. Là chúng mày đã yêu nhau đến mức mà điên cuồng rồi. Mà trước khi đi bắt ghen thì tao đã tạo rất là nhiều cơ hội để cho vợ tao hoàn lương, nhưng mà vợ tao nhất quyết không chịu hoàn lương. Còn bản thân mày, tao cũng cảnh báo mày rồi, nhưng mà mày cũng là một đứa giống hệt như vậy, nên khiến cho tao phải đi bắt ghen tụi mày ở như thế này đây, để dạy cho mày những cái bài học như thế này. Tất cả mọi thứ nó đều sụp đổ từ ngày hôm nay. Các bạn thấy đó, một cái màn đánh ghen mà để cho người phụ nữ là vợ và một người bạn thân của mình bị sụp đổ hết. Người đàn ông là chồng một lúc bị hai dao đâm một nhát, người đàn ông đó có đau lòng không? Người đàn ông rất đau lòng. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là có phải là nghiệp lực của bạn nó đẩy bạn đến cái con đường không lối thoát, nhục nhã không lối về, chui xuống đất mà sống, thì có phải lúc đó bạn mới có thể dừng lại nghiệp lực, cái nghiệp ác, nghiệp xấu của bạn được hay không? Vậy thì cái video của tôi nó rất là quan trọng cho những người đang sống sai, đang hành xử sai và đang thông dâm ngoại tình cùng với một số những cái người gọi là đối tác làm ăn hoặc là bạn bè. Nơi làm việc không phải là cái nơi mà chúng ta có thể thỏa mãn được cái thú tính của con người. Nếu bạn đã có gia đình thì bạn hãy giữ gia đình của mình. Nếu bạn mà thấy hôn nhân của bạn không hạnh phúc, bạn phải đi tìm người tư vấn tình yêu hôn nhân cho mình. Bạn chỉ có thể giải quyết việc gia đình của mình với đối tượng là bạn đời, chứ không phải là đi đem chuyện của mình nói chuyện cho thằng bạn thân của chồng nghe, hoặc là đem chuyện gia đình của mình nói chuyện cho cái con gái, con bạn gái nghe. Những người mà được nghe câu chuyện của bạn sẽ trở thành tình nhân của bạn, bởi vì nói riết nó có tình cảm. Mà cái chuyện gia đình của mình phải tìm cái người có khả năng gỡ rối. Bởi vì chưa gỡ rối xong cái chuyện của mình, đã dính vào một cái chuyện rối rắm với người tình, thì có phải là các bạn làm việc không có ý nghĩa không? Đây là những cái lời khuyên rất là chân tình của tôi dành cho bạn. Hy vọng rằng cái video này của tôi đủ mạnh, đủ làm cho bạn thức tỉnh, để bạn dừng lại trước khi mà bạn bị nhục nhã, bị bắt ghen, bị mất con, bị mất tài sản, bị mất chồng và mất hết tất cả những gì thuộc về bạn. Đã nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.